Thưa quý vị và bà con nông dân, như chương trình kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu, để tạo ra trái ngọt không chỉ đơn thuần nhờ vào giống cây lành, mà không quan trọng không thể bỏ qua, đó là những công đoạn xử lý bảo quản, lưu thông nông sản sau thu hoạch. Cùng với các loại quả, sản phẩm rau màu cũng từng bước chú trọng đến khâu quan trọng này. Chương trình hôm nay xin giới thiệu những công đoạn xử lý sau thu hoạch mà Hợp tác xã Rau An Toàn thị xã Gò Công Tiền Giang đang ứng dụng theo tiêu chuẩn VIGAP. Hợp tác xã Rau An Toàn thị xã Gò Công đặt tại ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thành lập từ năm 2006, chủ yếu là sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Hiện nay, hợp tác xã có 49 thành viên với tổng vốn góp ban đầu trên 300 triệu đồng. Diện tích đất canh tác 12,1 ha, trồng 41 chủng loại rau như bầu, bí, mướp, rau muống, rau thơm và các loại cải. Hiện tại, hợp tác xã đã có trụ sở giao dịch, nhà sơ chế, kho lạnh, xe tải vận chuyển tiêu thụ. Với 9 chủng loại chủ lực gồm bầu bí, khổ qua, dưa leo và 6 loại rau ăn lá, trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 1,5 đến 2 tấn sản phẩm, chủ yếu cho siêu thị Bí Tho, tổng kho Metro và các bếp ăn tập thể ở thị xã Gò Công. Những lúc cao điểm sản lượng tăng gấp đôi. Với chứng nhận VIGAP, hợp tác xã này từng bước khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường. Nhiều đối tác nước ngoài cũng đến tìm hiểu quy trình sản xuất, thu mua với số lượng, chất lượng sản phẩm luôn đáp ứng tốt nhu cầu, tạo được uy tín đối với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Từ nay đến cuối năm, hợp tác xã có kế hoạch mở rộng thêm 10 ha, nâng diện tích rau an toàn của hợp tác xã lên 22,1 ha và kết nạp thêm 80 xã viên. Tiếp tục tìm kiếm thêm thị trường, nhất là các đối tác ở nước ngoài để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra luôn bán được giá cao. Như quý vị và bà con nông dân đã biết, trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ hội nhập, để làm nên vị ngọt và dấu ấn thương hiệu cho sản phẩm rau củ quả an toàn, không chỉ dừng lại ở khâu ứng dụng các quy trình kỹ thuật canh tác của xã viên là đủ, mà trên hết còn nhờ vào dây chuyền xử lý sơ chế đóng gói sau thu hoạch. Chúng ta cùng tham quan quy trình sau đây. Đã từng là đơn vị tiên phong trong phong trào sản xuất rau an toàn, rồi đến rau VIGAP. Từ đầu năm 2014, 100% sản phẩm rau quả thu hoạch xong đều được hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn sơ chế chính, gồm vệ sinh, phân loại, đóng gói vô bao bì, dán nhãn. Trong đó, công đoạn vệ sinh rất quan trọng, vì ngay từ ở khâu sơ chế này, qua 3 lần rửa, sẽ loại bỏ được vi sinh trên rau quả trước khi đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt của VIGAP. Chính những quy trình mà hợp tác xã ứng dụng góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng thương phẩm của rau màu. Trước hết là công đoạn thu mua, lặt lựa, phân loại. Công đoạn này có ý nghĩa gì trong chuỗi giá trị sản phẩm? Thưa anh, thì cái khâu mà mình thu gom và sơ chế nó có ý nghĩa và cái tác dụng như thế nào đối với giá trị sản phẩm hả? Thì hợp tác xã Rau An Toàn Gò Công chúng tôi thì sản xuất hiện nay là sản xuất theo quy trình là VIGAP. Thì coi như sau khi là cái sản phẩm này thì thu gom từ ở thành viên hợp tác xã trồng và đồng thời đem về đây thì tất cả đây anh chị em ở đây thì bắt đầu ở đây là cái qua cái phần sơ chế cắt gốc. Đây là cái bước một mình cắt gốc là cái đây gọi là cái hàng thô. Đó. Thì sau khi cắt gốc cái hàng này thì với vấn đề cái tỷ lệ thì nó nằm ở khoảng là từ 30 đến 40%, tức là mình loại bỏ sản phẩm này ra, cái gốc rồi những loại bỏ những cái lá không cần thiết nữa thì nó nằm ở khoảng là còn lại là 60%. Thưa anh, thì tất cả các loại rau màu ở đây mình đều sơ chế hết hay gì? Thì trong đó hiện nay thì toàn bộ là vừa rau vừa quả mình đều gọi là qua những cái bước sơ chế. Thưa anh, thì các bước sơ chế như thế này thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái sản phẩm không? Cái sản phẩm là sơ chế là nó có rất là có ý nghĩa, là khi mà mình sơ chế thì là sau sơ chế là để cho cái sản phẩm nó vừa tươi vừa đẹp, đó là bảo quản là cái sản phẩm mình sẽ để lâu dài hơn. Sau công đoạn phân loại lặt lựa, bỏ bớt những phần xấu, chất lượng kém, thì phần còn lại của rau cải hay củ quả là phần ngon nhất, tốt nhất để đưa vào công đoạn rửa. Yêu cầu của công đoạn này là để loại chất bẩn bám vào sản phẩm, diệt vi sinh, vi khuẩn không có lợi cho sức khỏe, nghĩa là làm sạch sản phẩm.
Thưa anh thì lúc nãy mà đã qua cái công đoạn là mình cắt rồi, mình tỉa rồi, mình sơ, mình phân loại hết rồi. Cái công đoạn tiếp theo là mình làm thế nào ha? Cái công đoạn tiếp theo nữa thì là bây giờ mình sẽ là mình rửa, rửa để bảo quản cái sản phẩm của mình. Đó, thì khi mà mình rửa như vậy thì cái sản phẩm mình nó sẽ sạch và không còn cái là chất là đất hay là chất vi khuẩn nằm trong đây. Đó, thì mình qua cái sơ, ở đây gọi là mình ở đây thì mình rửa như vậy người ta thường gọi là sơ chế. Sơ chế thì bây giờ mình rửa này thì qua là cái rửa bước 1 và rửa nước 2. Đó. Thì khi rửa nước 1 ở ngoài kia rồi xong qua đây rửa nước 2 và nước 3 thì trong ba nước này khi mình rửa xong xuôi rồi thì cái sản phẩm của mình thì nó sẽ sạch và đẹp. Thì cái khâu này nó góp phần quan trọng nâng cái giá trị sản phẩm mình như thế nào ha? Thì cái sản phẩm mình là để bảo quản là sẽ lâu hơn. Với cái rau như này dày mình bảo quản là rau lá thì bảo quản từ cái nhiệt độ 15 đến 18 độ C. Còn cái rau bã thì từ 12 đến 15 độ C. Thì trong cái khâu bảo quản mình bảo quản tốt như vậy thì cái sản phẩm của mình nó sẽ là để lại là trong vòng một tuần lễ sản phẩm mình vẫn sử dụng được. Hiện nay thì hợp tác xã của mình là làm sơ chế khoảng bao nhiêu loại rau màu? Mình hiện nay là sơ chế tất cả là 9 loại. Trong đó thì quả thì gồm có bầu, bí, dưa leo, khổ qua. Còn đậu lá thì gồm có là cải ngọt, cải xanh, rồi rau muống, mùng tơi, cải thìa. Rau quả sau khi được rửa sạch sẽ được đóng bao cẩn thận. Trên bao bì có ghi rõ các thông tin về ngày thu hoạch, thời gian bảo quản, nguồn gốc sản phẩm. Đây là yêu cầu của cơ sở đầu mối doanh nghiệp tiêu thụ và cũng là tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm của hợp tác xã. Thưa anh thì cái quy trình mà sơ chế như vậy thì có mấy cái công đoạn ha? Cái sơ chế quả này thì mình gồm có cái là ba công đoạn. Công đoạn thứ nhất là mình sơ chế qua cái phần rửa. Rửa xong rồi là mình qua cái phần để cho nó làm ráo. Làm ráo xong rồi mình mới là qua sơ qua là đóng gói. Tổng cộng có ba cái công đoạn. Ba công đoạn. Thanh thì cái công đoạn hiện tại đây là cái công đoạn này gì? Cái công đoạn này là công đoạn để mà cân và đóng gói. Mỗi một loại rau màu là mình có cái công đoạn sơ chế khác nhau hay là tất cả đều một theo cái ba cái công đoạn đó hết? Cái về cái quả thì mình sơ chế theo quả. Rồi rau thì mình là sơ chế theo rau, tức là công đoạn nào ra công đoạn đó. Thưa anh thì đây là cái công đoạn thứ mấy trong cái sơ chế ha? Bây giờ đây là cái công đoạn này, công đoạn cuối là đây là công đoạn đã mình thành phẩm rồi. Đây là cái nhãn này đó, là đặc biệt là cái nhãn này của mình giao hàng cho Metro. Cho Metro là Metro là ở mình giao cho tổng kho Metro. Đây là công đoạn cuối. Xong rồi là mình sẽ vô khay nhựa. Vô khay nhựa đặng mình là xuất hàng đi. Đây là cái sản phẩm này là mình đóng là đặc biệt là đóng cho Metro. Tại sao mà mỗi một cái bao như vậy thì mình phải đóng một cái tem như vậy? Có cái tem này nó có góp phần cái tem này là coi như là nó rất là góp phần về vấn đề cái nâng cao sản phẩm của mình. Tại vì đây là cái hàng này là cái hàng thuộc về hàng riêng, đặt riêng cho hợp tác xã, chỉ có mình mới có thôi. Là vì cái ở trên Metro á, là khi mình đặt cái sản phẩm này thì đã có cái là phân biệt đâu, nó từng có chủng loại, mà cái này là chỉ đặc biệt có hợp tác xã rau Đồng Công mới có thôi. Chủng loại này là chỉ dành riêng cho hợp tác xã của mình. Khi mình vận chuyển đi xa như vậy thì kéo dài được thời gian khoảng bao lâu? Này là kéo dài thời gian là do cái bảo quản là của cái đối tác của mình. Khi mình giao hàng lên đó thì mình là hết nhiệm vụ. Còn riêng cái bảo quản mà lâu dài á là do cái đối tác của mình thì cái nhiệt độ của cái đồ này, cái trái khổ qua với trái dưa leo á, thì nãy tôi đã nói rồi là từ 12 đến 15 độ C. Thì bảo quản trong vòng một tuần thì mình vẫn còn ăn được, vẫn còn sử dụng tốt, không có gì xảy ra. Do đó vô không bảo quản, còn cái đồ lá thì từ 15 đến 18 độ C. Thì đó là coi như cái quy trình của cái bảo quản, khâu bảo quản của đồ trái. Thưa anh thì trải qua các công đoạn mình sơ chế xử lý như vậy thì nó góp phần nâng cao cái sản phẩm của mình như thế nào? Nói về cái sản phẩm mà ngày hôm nay được cái đóng gói như vậy thì đóng gói như
Như vậy mình làm cái sản phẩm này ra thì mình á, thì sẽ cái bao tiêu sản phẩm của nông dân là một một mặt hợp tác xã duy trì được cái giá để là cho là mình á, là để cho nông dân người ta có cái là nguồn thu ổn định, thì hợp tác xã sẽ báo giá tuần đó, báo giá tuần thì hợp tác xã chịu trách nhiệm với đối tác, còn riêng thì hợp tác xã sẽ chịu trách nhiệm cái đầu ra cho nông dân để ổn định và không có bị là lỗ như trước đó. Như vậy, cùng với tăng cường áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác của xã viên, đảm bảo tuân thủ đồng bộ giữa năng suất và chất lượng sạch của sản phẩm, hợp tác xã còn đầu tư hạ tầng cơ sở, áp dụng công nghệ sơ chế sản phẩm theo việt gáp là hướng đi tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Thưa anh, thì tại sao mà nhà thu mua người ta phải đòi hỏi mình phải đóng gói như vậy? Đây là cái bao bì này là do cái phần ở trên metro là thiết kế toàn bộ hết ráo tất cả những cái bảo mã như vậy đó, nhằm mục đích đó là coi như là cái sản phẩm xưa giờ chỉ có là thô nghĩa là cột dây thôi, bây giờ muốn tạo ra cái sản phẩm mới là đảm bảo cái an toàn cái vệ sinh thực phẩm cho đến tay người tiêu dùng. Do đó là ở metro Cagliari thành phố Hồ Chí Minh có là hợp đồng với hợp tác xã rau toàn Hồ Công, đó là sẽ là lên cái mẫu mã này và đặc biệt là giao cho hợp tác xã rau toàn Hồ Công chỉ đóng hàng cho Mido thôi. Đó thì đây là cái mẫu mã ở đây, thì một cái túi này như vậy là 500 gram, thì trong đó đây là cái túi rau giòn. Mỗi sản phẩm đều có một cái mã vạch. Và đồng thời đây là cái logo của Việt Gáp của hợp tác xã rau an toàn Hồ Công. Thì chỉ có một là loại rau hay là có loại quả có là mình có đóng gói như vậy không? Không, cái này là nói về túi này thì chỉ có đóng cho có 5 cái loại rau thôi. Còn quả thì dùng túi lưới. Hiện toàn bộ sản phẩm rau quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp của hợp tác xã rau an toàn thị xã Hồ Công được tiêu thụ ở hệ thống metro, các bếp ăn tập thể và Liên hiệp Thương mại Sài Gòn Coop với giá cao hơn giá thị trường từ 10 đến 30%. Góp phần cho xã viên tránh được tình trạng được mua rớt giá như kiểu sản xuất tùy tiện như trước đây. Nhưng nhờ xây dựng được quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp như trên, không chỉ giúp cho hợp tác xã rau an toàn thị xã Gò Công khẳng định được thương hiệu mà còn góp phần mở rộng thị trường. Để giữ vững thương hiệu và uy tín, chúng ta cùng tham khảo phần ý kiến sau đây. Hiện nay cái thị trường đầu ra rất là nhiều, vì thế mà bà con mình nó thường lạm dụng cái phân đạm để tưới thuốc cho cây phát triển, hay là lạm dụng nhiều cái thuốc trừ sâu dẫn tới là cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là tồn dư cái nitrat trên cái rau, làm cho cái sản phẩm rau của mình không an toàn, ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Do vậy thì trong quá trình trồng cũng như là chăm sóc, bà con mình cần lưu ý một số vấn đề sau. Thí dụ như là về giống, thì hiện nay bà con mình có thể là sử dụng giống địa phương hay là bà con sử dụng giống của công ty, ví dụ như là Bình Chánh hay Đại Địa. Đó là những giống mà bà con trồng có thể là đem lại năng suất cao và tương đối là ít sâu bệnh hại. Do đó là khi bà con trồng muốn đảm bảo nó đảm bảo an toàn và khi cách ly phân đạm 7 đến 10 ngày cái lá vẫn còn xanh, thì bắt buộc bà con phải tăng cường cái lượng phân hữu cơ để làm sao cho cây rau mình phát triển cân đối cũng như là hạn chế sâu bệnh hại xảy ra. Thì đó là một số điều lưu ý cho bà con để làm sao đảm bảo an toàn. Tuy nhiên thì bà con cũng phải nhớ là phải cách ly phân đạm trước khi thu hoạch là 7 đến 10 ngày và bà con phải cân đối đạm lân kali. Còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì bà con phải theo khuyến cáo và phải theo nguyên tắc 4 đúng, và bà con nên ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thì đó là mới đảm bảo an toàn cho cái sản phẩm của mình. Chương trình Cây Lành Trái Ngọt kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các nông dân. Thân mến chào tạm biệt.